Còn gì nữa không? Còn gì để tay không nè? Có lót gì nữa không? Rồi dép bỏ lên sau, lát thì cho mà bỏ lên sau. Hỏi anh lúc nào anh
khỏe hết trơn anh trời. Hỏi anh khỏe, anh khỏe, anh hứa anh sẽ về nhà. Anh hứa là anh về. Sao anh không về? Kèo của nó đúng rồi, cái này lấy cái bịch kèo của đâu rồi, cái bịch kèo nãy để đây rồi, kiếm được bịch kèo giùm anh, bịch kèo qua hôm ta đem đi vô đầy đủ mà, không phải cái kèo đẹp đó, có kèo đầy đủ mà, bỏ là một đi ra hồi sức khỏe, khỏe không anh khỏe. Ba lần nguy hiểm mà người ta chỉ nói anh còn có 40% sống thôi, mà anh đã sống, anh khỏe. Lần này không hề mổ anh mà anh lại bỏ em anh đi vậy đó. Ba lần anh nói là anh khỏe, lần nào anh cũng khỏe hết. Nó dốc quá trời luôn anh ơi. Ba lần anh khỏe hết, lần này không mổ không khỏe anh mà anh bỏ em anh đi vậy đó. Silicon đó, có silicon rồi đó. Ôi, anh nó giáo quá anh ơi, anh đừng bỏ mẹ con em anh cũng bỏ. Cuối cùng mà người ta cho sức chuyện mà anh lại chết là thôi vậy anh à. Thà mổ lần một lần hai lần ba chết là không tin. Sao anh mổ anh đau thương quá mà mổ mà tại sao mà anh rồi mà anh không rồi mà anh chết chứ, người ta cho anh thức chuyện mà anh chết tại sao vậy anh à. Hãy xéo một chút, hãy xéo một chút. Chà nó giống quá trời à nha, hay không nó giống em quá trời à nha. Ơi. Dạ bên phòng nhiều lắm mà nó dám qua trời, nó dám em. Hứa biết nhiều lần với em luôn á. Hứa nhiều lần lắm, ngày nào cũng hứa, ngày nào cũng hứa. Năm mươi ba rồi. Trời ơi, ngày nào cũng vô giấy vợ thành phong, ba năm mươi ba rồi. Ngày nào cũng giai dọa thành công 53 tuổi, ngày nào cũng giai dọa thành công. Bình tĩnh nha, bình tĩnh lên, bình tĩnh không có khóc nữa, ha, để anh đi, anh tâm đại, không khóc nữa, đừng có trách anh nữa, nha. Sinh lão bệnh tử của một kiếp người, phải gắng cố gắng lên, để cho anh đi được không nặng. Chị nghe mẹ, nha. Đừng có khóc nữa, đừng có xúc động nữa. Giờ nhà tập trung để mà lo cái hậu sự này. Mày cố gắng lên nha. Nhung đỡ mẹ vô trong đi con. Đỡ mẹ vô bên trong đi. Đừng cho mẹ nhìn nữa. Đỡ mẹ vô bên trong đi. Đứng thôi nắm tay đừng khóc nữa. Mẹ đi đâu? Đây nè, tay cây đây nè. Sao lâu lâu sao cái nỗi khổ này thì không
như chồng của người ta phải có cái gì đó, cái đẹp gì đó đối xử tệ bạc với vợ con, là mà vợ con suy nghĩ để không nghĩ đó đỡ buồn đỡ nhớ. Cái này 28 năm nay không hề quýnh vợ bạc tay, không hề la con tiếng gì hết. Sáng là thức dậy nấu cơm nấu nước nấu thôi cho vợ cho con ăn hết, nấu cháo nấu rau cho cháu ngoại cháu nội ăn, cái gì cũng làm hết tất cả, gì cũng làm hết tất cả hết trơn. Rồi giờ làm sao em quên nổi anh Tám ơi. Đấy, xin đậu bình tĩnh rồi, đó là cái sự sống đời đời mình để em cố gắng chấp nhận. Sao mà không để cho em chết thì anh sao chết, nếu mà ông trời ông bắt em chết cho anh xong đi. Anh tốt quá trời mà em còn la con này con mà không hề la cày con anh tiếng nào hết trơn á. Cái gì cũng làm sợ, cái gì cũng làm sợ hết trơn. Sao mà nữa mà chết gì, thà để cho em chết thì em đỡ đau lòng hơn đó. Cho em chết đi em không đau đó, để em sống gì mà em nhìn anh Phong anh bỏ em không đi em đau lắm. Không chịu nổi luôn, đau gì không? Thôi gắng đi cùng nha. Cố gắng bao nhiêu lắm. Gắng nằm đêm một tháng mấy nay, nằm đêm ngày nào cũng khóc, ngày nào cũng khóc. Suy nghĩ về những cái điều gì anh nói xử với mình tệ mà. Đăng bà nó nguôi hoài, suy nghĩ hoài không ra. Không có ra. Gắng cố gắng còn dạy con nó lên giường để tìm lại cái ngôi nhà mà nó không tìm được lên. Nha. Chào, cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã theo dõi kênh Lan Lan Thành Phố, và xin hẹn gặp lại các cô chú anh chị trong những video mới nhất tiếp theo. Dạ bây giờ thì trời cũng đang đổ mưa rồi các cô chú anh chị ơi, trời cũng đang chuyển trời mưa đen và bắt đầu có sự đổ mưa rồi nha. Dạ rồi, cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã theo dõi kênh Lan Lan Thành Phố, hẹn gặp lại các cô chú anh chị trong những video mới tiếp theo. Dạ xin cảm ơn.